Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị hỗ trợ ánh sáng cho quá trình chúng ta quay video để biên tập video các bạn nhé. Đây là một sản phẩm mình mua trên Lazada và hàng này thì được chuyển từ nước ngoài về. Đây chính là cái đơn vị người gửi và nó phải mất quá trình thông quan, thông quan và gửi về. Thì hiện nay khi mà các bạn đặt những cái sản phẩm từ nước ngoài chuyển về thì khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ nhận được hàng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm này ra cho các bạn xem. Hàng nước ngoài cho nên họ đóng khá là kỹ nha các bạn. Và rất là chắc chắn. Bên ngoài thì có một lớp ni lông như thế này, bên trong là có lớp chống xốp nhé. Đây là cái bịch mà được đóng từ nước ngoài, các bạn thấy là cái hộp này thì người ta thiết kế rất là chuyên nghiệp. Bên trong là gồm một lớp chống xốp, do vậy mà chúng ta cũng an tâm khi họ chuyển những cái sản phẩm cho chúng ta. Ở đây chính là cái hộp đèn, các bạn thể xem qua một số thông tin người ta đã để ở đây. Sản phẩm từ nước ngoài các bạn nhé, và có khả năng là từ Trung Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái sản phẩm này ra. Đây là cái chân nha, chân máy để giúp cho chúng ta thể là điều chỉnh được cái kích thước của cái đèn này. Đây, chân máy thì kèm với cái bộ phận, một cái bộ phận là cái cây nối các bạn nhé, cây nối. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái ngàm ha, để giữ cái đèn của chúng ta. Đây, chúng ta có thể bắt vào đây. Với chân này thì phía dưới này chúng ta có thể là kết nối vào cái bộ phận này. Đây chính là cái hộp đèn của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp đèn này ra để xem thử bên trong có những gì. Rồi, bên trong là chúng ta sẽ có một cái đèn các bạn ha, một cái đèn cộng thêm những cái tấm phim lọc như thế này. Rồi chúng ta sẽ mở ra xem thử là nó có những cái chi tiết như thế nào các bạn nhé. Rồi đây là cái đèn ha, đây là cái đèn và cái phim lọc. Thì cái đèn này thì có cái tính năng là điều chỉnh ánh sáng ở đây. Thì một lát nữa mình sẽ demo xem thử là liệu rằng là những cái tính năng điều chỉnh này nó có ổn không các bạn nhé. Đây là cái phim lọc này. Phim lọc ha, mình có hiện nay có 1, 2, 3, 4 màu và thêm màu trắng nữa là 5 màu các bạn nhé. Mình thấy là cái phim lọc cái màu trắng này thì nó kết cấu rất là chắc chắn này. Những cái màu này thì nó nhìn nó hơi không được chắc chắn lắm nha. Và ở một cái phim lọc này thì các bạn thấy là bên ngoài nó có một cái lớp giấy bóng nha. Để chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ lột cái lớp này ra. Nếu nhìn vậy thì các bạn thấy nó hơi chày chùa đúng không? Tuy nhiên là chúng ta sẽ lột ra nhé. Lột cái lớp này ra thì chúng ta mới sử dụng. Do vậy mà chúng ta cũng không lo lắm là cái quá trình vận chuyển nó có bị tác động nha. Đây chúng ta sẽ lột cái lớp này ra như thế này. Các bạn thấy ha, nó sẽ có cái lớp này, là lớp keo bên ngoài nha. Và ở phía sau thì nó cũng tương tự nha. Như vậy là các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải lột hai lớp ra nha. Nhiều bạn không để ý sử dụng luôn thì nó sẽ làm giảm chất lượng của ánh sáng nha. Đó, lột ra như thế này. Rồi thì chúng ta được một cái phim lọc như thế này ha. Rất là đẹp ha, rất là sáng. Rồi một lát nữa mình sẽ thử với những cái phim lọc như thế này. Rồi bây giờ thì đây là cái đèn của chúng ta nha. Thì đầu tiên là mình sẽ thử với cái màu trắng trước. Do vậy mà mình xem cái màu trắng này nó cũng sẽ có những cái lớp ni lông bên ngoài nè, thì mình sẽ lột bỏ đi. Cái lớp màu trắng này nó rất là dày các bạn nhé, rất là dày. Rồi bây giờ mình thử cắm thử cái đèn này lên thử là nó như thế nào. Thì cái này nó đèn này khoảng 120 bóng các bạn nhé. Rồi mình sẽ cắm thử nè. Thì trong cái thành phần này thì các bạn thấy là nó sử dụng cái đầu USB, do vậy mà các bạn có thể sử dụng những củ sạc mà mình đang sử dụng đó để mà cắm vào nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ cắm thử. Rồi sau khi mà cắm xong rồi thì mình sẽ bật cái công tắc nè. Đó các bạn thấy ánh sáng nè. Thì ở đây thì nó gồm những cái ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Như vậy là nó có 10 hàng ha, 10 hàng ánh sáng màu và 10 hàng ánh sáng trắng. Rồi ở trên này thì nó sẽ có cái phần điều chỉnh ánh sáng nha, mình ấn dấu cộng nè để mình tăng lên nha, ấn dấu trừ để mình giảm xuống. Rồi mình sẽ giảm xuống như thế này, để các bạn thấy ha, cái màu nó được giảm xuống này.
Rồi giảm xuống tối đa thì nó chỉ như này thôi. Còn mình các bạn tăng lên thì các bạn sẽ dùng dấu cộng để tăng lên. Đây, cái điều chỉnh đây nha. Và ở giữa thì nó có một cái phần để mà chuyển màu. À, các bạn thấy nút này để chuyển màu này. Mình sẽ tắt cái đèn đi đã nha, cho các bạn dễ theo dõi nha. Đây, đây chính là cái công tắc của nó nè. Phần này là chúng ta giúp chúng ta bật cái đèn lên. À, phần này để giảm nè, tăng và phần này để chỉnh màu. À, mình bây giờ mình sẽ chỉnh màu trước nha. À, mình sẽ đầu tiên mình sẽ bật cái công tắc lên nè. Đây. Rồi, mình sẽ đổi sang cái chế độ màu khác nhau. Đây là màu vàng nha, còn đây là màu trắng. Cả hai màu. Như vậy thì nó có ba cái chế độ các bạn nhé, ba chế độ: một là hỗn hợp, hai là màu trắng và ba là màu vàng. Như vậy thì nó sẽ có nhiều lựa chọn cho các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt những cái tấm phim vào để cho chúng bạn các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ demo với cái tấm phim trắng trước. Rồi cái tấm phim trắng trước nha. Thì khi mà các bạn cần đưa vào thì nó có một cái khe trên này. À, chúng ta sẽ đúc nó vào cái khe như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái đèn này lên. À, và đang chế độ là màu vàng các bạn nhé. Mình sẽ chuyển sang chế độ màu trắng thì nó sẽ như thế này. Và chế độ hỗn hợp thì như thế này nha. Đó, nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau. À, khi mà các bạn muốn thay cái màu khác thì chúng ta kéo nó ra và chúng ta thay màu nhé. Bây giờ mình sẽ thay cái màu khác cho các bạn xem. Mình sẽ thay cái màu xanh nha. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể kết hợp nhiều cái màu sắc khác nhau để cho nó ra cái tông màu khác nhau. Mình ví dụ mình sẽ kết hợp cái màu xanh này với cái màu đỏ thì nó sẽ ra một cái tông màu mới nhé. Đây là kết hợp giữa hai màu xanh và màu đỏ nhé. À, các bạn có thể đặt cái màu xanh lên trên xem thử là cái màu nó có sự khác biệt gì hay không. Đây, và mình sẽ chỉnh lại cái ánh sáng cho nó nhé. Rồi. Đây, các bạn thấy ha, nó cũng sẽ có một sự hòa trộn nhất định những cái tông màu này với nhau. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là chúng ta còn hai cái màu nữa là màu xanh và màu vàng. Như vậy thì tùy vào cái nhu cầu làm video mà chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn và kết hợp bạn nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có màu trắng và bốn cái tông màu khác nhau nữa để giúp cho chúng ta có thể là tạo ra được những cái màu sắc khác nhau trong quá trình các bạn làm video hoặc là trong quá trình các bạn chụp sản phẩm của mình. À, và bây giờ thì mình sẽ lắp cái cây chân máy vào để cho chúng ta xem cái hình ảnh của nó sau khi hoàn thiện một sản phẩm như thế nào các bạn nhé. Xin chào các bạn, đây là sản phẩm sau khi mà chúng ta đã gắn hết tất cả các chi tiết vào nhau. Thì trước mặt các bạn đây chính là cái đèn ha. À, chúng ta có một cái chân máy để lắp ráp nó vào đây. À, mình thử bật đèn lên cho các bạn xem nhé. À, mình sẽ bật lên thì các bạn thấy là ánh sáng nó được đưa vào rất là đẹp nha. Đây là mình đang dùng cái tấm phim lọc trắng như thế này. Đây, ngoài ra thì lúc nãy mình đã giới thiệu cho các bạn bốn cái màu khác nhau. À, các bạn để thay đổi tùy vào cái sản phẩm mà các bạn muốn chụp hình. Rồi mình sẽ tắt đi. À, với cái chân máy này thì các bạn thấy là chúng ta có thể kéo dài nó tối đa ở cái mức là trên 1 mét nha. À, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây. Đây chính là cái chân của nó nhé. Và các bạn thấy là chúng ta có thể kéo gọn nó hoặc là gấp nó lên. Rồi mình sẽ cho các bạn xem chi tiết cái chân luôn nha. À, đây nha các bạn nha. Đây mình sẽ rút cái này lại nha. Thì nó sẽ như thế này. Đây mình sẽ rút nó lại nha. Rồi các bạn thấy chưa, mình sẽ rút nó lại. Thì cái chiều cao tối đa của nó, chiều cao thấp nhất của nó là khoảng tầm gần 50 nha. À, ngoài ra nữa thì các bạn thấy cái chân này, ở cái đầu chân này thì chúng ta cũng có thể cho nó dài thêm được một phần nữa bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào đây nha các bạn nha. Ấn vào đây và chúng ta sẽ kéo nó ra thì nó sẽ ra được cho chúng ta thêm khoảng tầm 4 phân nữa nha. Tầm 4 phân nữa như thế này. Đây, 4 phân nữa nha. Và như vậy thì nó sẽ tăng thêm cho chúng ta được một cái chiều cao nhất định. Rồi mình sẽ thu nó lại bằng cách là chúng ta sẽ các bạn sẽ ấn vào cái G này và chúng ta sẽ đẩy nó ra. Đó, như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cái bộ đèn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình các bạn quay phim, chụp hình để hỗ trợ tăng phần ánh sáng và giúp cho cái phần video của chúng ta nó đầy đủ và chi tiết hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo. Xin chào các bạn.